Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một vấn đề pháp lý mà nhiều người khi bắt đầu xây nhà họ đều quan tâm, đó chính là ta sẽ được phép xây dựng bao nhiêu mét vuông trên cái mảnh đất của mình. Thì ở đây mình đang có một cái bảng tính mật độ xây dựng và diện tích xây dựng. Đầu tiên hết, chúng ta cần phải hiểu mật độ xây dựng là gì. Thì mật độ xây dựng là phần đất chúng ta được phép xây dựng. Đó, khi chúng ta xin phép xây dựng, phần còn lại chúng ta phải chừa làm sân. Đối với nhà nước quy định, những miếng đất có diện tích dưới 50m2, từ 0, ở đây mình đang để là từ 0 cho tới 50m2, là chúng ta được phép xây dựng 100% trên cái miếng đất này. Từ 50 cho tới 60m2, chúng ta được phép xây là 96% trên cái miếng đất này. Đó, 96% của 60m2 là chúng ta được phép xây 57,6m2. Từ 60 cho tới 75 thì chúng ta được phép xây 90%. Đó, nó sẽ cho ra cái diện tích được phép xây chúng ta là 67,5m2. Tương tự cho các khoảng đất ở đây. Đó, mình hiện tại mình đang có cho tới 300m2. Tại vì đối với những nhà phố thông thường của chúng ta thì cái bảng này là đủ xài cho nhà phố của chúng ta. Ví dụ, mình đang có một miếng đất khoảng 66m2. Đó, 66m2 thì nó sẽ lọt vào cái khoảng là từ 60 cho tới 75. Đây, mình muốn biết mình được xây bao nhiêu thì mình sẽ lấy con số 66 này, mình nhân với lại 90% thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích mà được phép xây, đó là 59,4m2. Đó, phần còn lại là phần chừa sân nha các bạn. Đó, tương tự đối với những khoảng đất lớn hơn, ví dụ chúng ta có một miếng đất khoảng 120m2 thì nó sẽ nằm lọt vào cái khung là 100 cho tới 156 thì chúng ta sẽ lấy một là 120m2, chúng ta nhân cho 82,2 thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích xây dựng mà chúng ta được phép xây dựng. Đó, chúng ta tìm hiểu về cái mật độ tầng lửng thì tầng lửng chúng ta được phép xây dựng là khoảng 80% cái diện tích sàn của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có miếng đất 75m2 thì chúng ta được phép xây dựng là 67,5m2 và cái tầng lửng của chúng ta buộc phải chừa cái khoảng ô trống đó các bạn, đó là 13,5. Đó, phần còn lại là phần lửng của chúng ta. Còn cái phần sân thượng là chúng ta được phép sử dụng 50%, tức là cái tum cầu thang của chúng ta đó, cái hay còn gọi là chuồng cu á, là chúng ta được phép xây trên đó là 33,8m2 đối với miếng đất 75m2 này. Hay là cái phần diện tích đất là 50m2 thì cái phần lửng mà chúng ta phải chừa ra đó là 10m2 và cái phần diện tích xây dựng là 25m2. Đó, riêng có một số quận tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái mật độ tầng lửng này chỉ còn lại là khoảng 60% là chúng ta lấy cái diện tích xây mà chúng ta được phép xây dựng đó, chúng ta nhân cho 60% thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích tầng lửng và cái sân thượng này nó bị bóp lại còn khoảng 30%. Có quận thì nó chỉ cho phép là đủ cái ô cầu thang của chúng ta thôi. Cho nên á là cái bảng tính mật độ xây dựng và diện tích xây dựng này nó chỉ mang là cái tính chất tham khảo để mà chúng ta có thể tìm hiểu được, làm dự trù được là khi chúng ta xin phép xây dựng là chúng ta sẽ được phép xây dựng là bao nhiêu. Đó, còn mà để biết chính xác nhất có thể là khi chúng ta xin phép xây dựng á, chúng ta phải nhờ một cái đơn vị mà họ chuyên xin phép xây dựng, họ sẽ vẽ ra cái bản vẽ xin phép xây dựng và cái bản vẽ này được nộp vào phòng
cấp phép của quận, ở đó họ sẽ duyệt cái bản vẽ này của mình theo quy hoạch, theo thực tế, thì khi đó chúng ta sẽ biết chính xác được cái diện tích xây dựng mà chúng ta được phép xây dựng là bao nhiêu nha các bạn. Vâng, và clip đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi clip này. Thì hy vọng qua clip này các bạn sẽ có được những cái kiến thức cho mình để chúng ta chuẩn bị cho việc xây nhà của chúng ta. Nếu các bạn cảm thấy thích clip này thì các bạn hãy like và share cho nhiều người được xem. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip pháp lý tiếp theo.